Rồi chào anh em nha, nay có cục đề đêm thái nha anh em. Cục này mình mới ráng trong cái máy mà mình quay đó đó nè. Rồi mã nó là GN5 này. Đó, GN5 ha. Cho nên anh em khỏi lo về cái vấn đề là đúng đêm thái hay không, đêm thái dây ngắn nha. Đó, rất là đẹp. Đây, cục đề là nó như mới anh em. Phía sau nó sẽ có chữ là Mitsuba nha, SM-5 nha, 12V. Đó, cục đề nó còn vàng, nó có cái độ vàng của nó, vàng ông ánh nha, rất là đẹp ha. Còn đây ốc chân thì thôi khỏi nói rồi nè, ốc chỗ chân nó thì VIP rồi. Đó, bên mình bán là cụ nào đẹp mình nói đẹp nha nè, cụ nào xấu thì mình nói xấu, bán cho anh em bán rẻ nha. Còn đẹp là đúng đẹp mình mới bán cho anh em chứ không phải là mình nói đẹp mà nói xấu à. Đó, còn cái nào mà anh em mua rẻ mình báo cho anh em tình trạng về xài hàng trung bình thì nó sẽ trung bình thôi, còn những cái này là anh em thấy nó đẹp nè, đó đúng đẹp nha, chứ mình không có bán hàng nói thì nói đẹp mà bán ra cho anh em hàng xấu nha, không có chuyện đó nha. Nói chung là cái này thì còn quá ok rồi anh em, cục này là còn rất là đẹp luôn. Và đây giác của nó này, giác đồng của Honda là nó làm mà nó sẽ có màu vàng ha, vàng đồng ha, đó đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi anh em nào thích cục đề này, cục đề rim thái này liên hệ mình nha. Đó, rất là đẹp.